Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu các bạn một linh kiện mới đang có bán tại Di động Cao cấp.vn. Đó là pin của điện thoại Sony E4 mã E2115 đang có bán tại Di động Cao cấp.vn. Khi bạn có nhu cầu thay mới pin của Sony E4 bị lỗi hỏng với các dấu hiệu như pin bị phồng, pin dùng nhanh hết, pin sạc rất là nhanh đầy nhưng dùng thì rất là nhanh hết, máy hay bị khởi động lại, tự dưng khởi động lại, đó là dấu hiệu cơ bản nhất báo hiệu pin của Sony E4 đã lỗi hoặc cần phải thay mới. Đối với pin của điện thoại E4 thay tại Di động Cao cấp.vn với dung lượng chuẩn 2300 mAh. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về pin của điện thoại Sony E4 cũng như dịch vụ thay mới pin của Sony E4, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 0466750099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể giới vị các bạn. Mình nói thêm một chút về pin của E4. E4 cũng giống như tất cả những dòng Sony, dòng E được thiết kế liền nguyên khối vào trong máy. Do đó khi thay pin của Sony E4, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ phải bóc toàn bộ phần nắp lưng của máy ra và thay mới pin cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về pin của Sony E4 đã được triển khai thay mới tại Di động Cao cấp.vn.